Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding on Kamen Rider Legend. Về set gacha vẫn chưa phải kết thúc của người kế nhiệm TK, Legend vẫn sẽ còn tiếp tục trong season 2, hay chính xác là xuất hiện trong gacha trong 3 tập phim, để lại một lần nữa sát cánh cùng với gacha để chống lại thế lực Hundreds đang có ý định tấn công thế giới gacha để đoạt lại bảo vật của chúng, thứ bảo vật có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Đây sẽ là video tóm tắt Kamen Rider Legend season 2. Khi Kaguya không còn ở thế giới của mình để đón chờ những rider khác, mà anh sẽ trực tiếp đi tìm tình bạn của mình, Hotaro, tại thế giới của gacha, cũng như phần nào là ngăn chặn mối hiểm họa đến từ Hundreds. 15 giây để quảng cáo cho Riding On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Thế giới của Legend, quản gia của Kaguya đã cảm nhận thấy sự xâm nhập tấn công trực tiếp vào tòa tháp ánh sáng nhằm đoạt lại bảo vật mà bọn chúng hằng tự hào. Đó có hình dạng của Kamen Rider Legend, nhưng có vẻ nâng cấp hơn rất nhiều. Bảo vật đó là gì? Để đám Hundred dễ dàng đột nhập vào tòa tháp như vậy, Kaguya hiện tại không có tại thế giới này. Đến quản gia của anh cũng không biết hiện tại anh đang ở đâu. Trước khi bảo vật kịp rơi vào tay của đám Hundred, nó đã thức dậy và đi tìm chủ nhân thật sự của mình. Kaguya SWAT, đám Win Hundred cũng mau chóng đuổi theo bảo vật. Tình cờ thay nó lại xuất hiện tại thế giới của gacha, kéo theo trận chiến với Hotaro. Tại thế giới của gacha, sau khi đánh bại thành công Jirien mặc dù bị đánh bại nhưng hắn ta vẫn kịp để kéo chủ tể bóng tối Jirien thoát khỏi phong ấn. Hắn ta vẫn chưa hành động và đang quan sát thế giới. Hotaro đã dùng tất cả sức mạnh của mình, thậm chí hợp tác với một trong ba chĩa bóng tối nhằm chống lại đám quân Hundred. Hotaro cũng phải sử dụng tới hình dạng Platinum cũng như kết hợp với Kamen Rider Red mới có thể đánh bại một tên đội trưởng quen của đám Hundred cử tới. Trước khi hắn ta kịp gục ngã, hắn đã để lại thông báo cho đám thủ lĩnh của hắn đến thế giới của gacha nhằm đoạt lại bảo vật. Cánh cổng những thế giới được mở ra, ba tên tệ tướng đã xuất hiện. Bọn chúng có vẻ như ngang hàng với tên chuyển hóa thành Kamen Rider Burglar xuất hiện tại thế giới của Legend. Bọn chúng đến đây để tìm lại bảo vật và hủy diệt thế giới của gacha. Hotaro quay trở về căn cứ và gặp được quản gia của Legend. Anh ta đã tiết lộ về những sự kiện đã diễn ra. Mặc dù không nhớ tất cả mọi chuyện tại thế giới của Legend, nhưng Hotaro vẫn có một ký ức nào đó đặc biệt với một người tự xưng là Kaguya, cũng như đám Hundred với những ký ức mờ nhạt được động lại trong bản thân. Tình hình cũng chưa ổn định mấy, ba tên tệ tướng đã trực tiếp tấn công thành phố. Bọn chúng cũng có thể vay mượn sức mạnh từ những Dark Rider, với ba Rider được chuyển hóa là Claire, Eternal cũng như Dark Kiva. Claire do một nữ tướng biến hình, cô ta cũng tận dụng được phần nào khả năng của Claire, thao túng Mace để làm rối loạn Vavarat. Nhưng đáng tiếc, với sức mạnh vay mượn này, cô ta đã bị đánh bại bằng sự phối hợp của hai Vavarat. Và kết thúc đắng lòng nhất chính là cô ta đã bị hủy diệt bởi Kamen Rider mạnh nhất, người đến từ thế giới khác trong series Outsider, Kamen Rider Zin. Với câu nói đầy nhục nhã trước khi Zin biến mất, người quá yếu, chỉ là hàng mượn sức mạnh thôi sao, không xứng đáng trở thành một Outsider. Điều này cũng ngầm chứng minh là bọn Hundred này chỉ là đám vay mượn sức mạnh như bao lần khác mà Toei gọi là những Rider xuất hiện trong toàn bộ lịch sử về Kamen Rider. Quay để trận chiến cùng với Hotaro, một mình phải cân cả sức mạnh vay mượn của Eternal lẫn Dark Kiva là quá sức, cho dù đã chuyển hóa thành tất cả những hình dạng có thể. Từ hình dạng Icarus, Ignis, Iron Gacha, tất cả đều được Hotaro sử dụng cực kỳ nhuần nhuyễn nhằm đánh bại cả hai tên Rider. Nhưng với thực lực chênh lệch, bọn chúng vẫn chẳng hề hấn cho dù anh đã tung rất nhiều combo. Trận chiến tưởng chừng như đã ngã ngủ khi tên Eternal giả mạo tung cú Maximum Drive vào thẳng người của Hotaro, thoát khỏi trạng thái biến hình. Nhưng được sự cổ vũ của tất cả mọi người tại thế giới này, người bạn thân của anh cũng đã biết thân phận của Hotaro chính là Kamen Rider. Chứng kiến sự ủng hộ của tất cả mọi người, Hotaro đã đứng dậy và chuyển hóa thành Platinum Gacha. Cuộc đụng độ giữa tất cả những Chemi cùng với Zone Maximum của Kamen Eternal, 26 Memory vs 26 Chemi, cú va chạm diễn ra. Nhưng đáng tiếc, sức mạnh vay mượn không thể nào thắng được sức mạnh tình bạn vĩ đại từ gacha. Hotaro đã chiến thắng vẻ vang.
tất cả những việc này cũng không nằm ngoài dự tính của tên Dark Kiva. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn đội quân Time Machine để nghiền nát thế giới của Gacha cho dù anh có chống cự như thế nào. Nhưng đây mới là lúc bộ phim Legend Season 2 bắt đầu. Không xuất hiện một đội quân hủy diệt từ cánh cổng không gian, chỉ có một phần hào quang vàng kim xuất hiện từ nó. Kaguya Sword, sự hào nhoáng của anh đã trở lại, tiêu diệt toàn bộ đám Time Machine từ trong trứng nước. Anh tham chiến trước sự ngỡ ngàng của tên Dark Kiva. Hắn cũng chỉ có thể gọi ra đội quân Hundreds nhằm cản trở Kaguya, nhưng anh đã có màn Henshin cực kỳ mãn nhãn khi chuyển hóa thành Legend và chuyển đổi một lần nữa trở thành Void Rider từ Kuga trở tới DK, sử dụng những đòn Final Attack đậm chất của Legend với vần hào quang bao phủ, tiêu diệt tất cả quân thù, cho đến khi đụng mặt với sức mạnh tối thượng, sự nổi giận của Dark Kiva, thứ sức mạnh mang quyền năng phá hủy tất cả. Quake Up Level 3 đã được hẳn thức tỉnh, cả bầu trời chìm ngập trong màu đỏ của máu, trung với biểu tượng Dark Kiva che phủ cả bầu trời. Chưa kịp thực hiện đòn tất sát quy lực này, bảo vật mà hắn ta luôn theo đuổi đã hất văng hắn ra xa. Nó đã rơi vào tay của Legend, khẩu súng giúp anh chuyển hóa hình dạng tối thượng, Legendary Legend. Cuộc va chạm thật sự giữa Legendary Legend cũng như Dark Kiva đã diễn ra. Cả hai tung ra đòn mạnh nhất của mình. Cho dù đã sử dụng từ Wake Up 3, hắn ta vẫn bị đả bại bởi sức mạnh nguyên thoại từ Legendary Legend, kết thúc trận chiến một cách chóng vánh, bỏ trốn thành công và chuẩn bị thực hiện kế hoạch mới của mình. Còn với phần Kaguya, anh đã gặp lại Hotaro. Hotaro chẳng nhớ gì về bản thân của mình, làm cho Kaguya hết sức đau buồn. Quay trở lại căn cứ của giả kim thuật sư, nói về tình trạng hiện tại của thế giới. Khi bọn họ chuẩn bị xâm lược bởi đám Hundred, với thế lực đã từng xâm lược rất nhiều thế giới của bọn chúng, nhưng Kaguya đã ở đây sẽ ngăn chặn tất cả mọi thứ. Sự hào nhoáng của Kaguya đã ảnh hưởng tới cả thế giới. Anh trở thành một người dạy hào nhoáng trong trường của Hotaro, là tâm điểm của tất cả nữ sinh trong trường, cũng như là sự chú ý của cả thành phố. Chuẩn bị lên TV và Henshin, may mắn đã bị Bavarat ngăn cản trước khi anh lộ thân phận của mình tại toàn bộ thế giới này. Về phần tên còn lại của đám Hundred, hắn ta đã nâng cấp sức mạnh của Dark Kiva, hay chính xác là thay thế nó bằng ác tâm đến từ Art. Không biết đây có phải là nâng cấp hay thoái cấp hay không, vì tình trạng của Art Zero trong series Outsider có vẻ là ăn hành ngập mồm. Nhưng không sao, quyết định nằm ở bạn, và bạn mới là người quan trọng nhất. Hắn ta đã ham chiến một lần nữa với Legend, và lần này sự khác biệt đã có. Khả năng của Edwin là đọc chuyển động, và hắn ta phần nào khắc chế được sức mạnh đến từ Legend. Lần đầu tiên sử dụng sức mạnh từ những Legend Rider trong hình dạng Legendary Legend, anh đã chuyển hóa giống với hình dạng cơ bản của mình, trở thành Final Form cùng với phần nguy hiểm khổng lồ của bản thân. Trên phần ngực của Rider, anh đã sử dụng sức mạnh của Comic Form từ TK để triệu hồi đến Deno, trảm ra một nhát chém chết với vần hào quang bao phủ, nó đã bị chặn lại bởi Art Zero. Sự học hỏi của hắn ta đã chạm tới đỉnh điểm sau khi ăn trọn đoạn final này, chuyển hóa bản thân trở thành hình dạng mạnh nhất, Art One. Thứ phần nào đó đã làm khó Legendary Legend. Cuộc chiến đã tạm dừng khi Hotaro đến và trợ giúp cho Legend nhằm tiêu diệt hoàn toàn đám Hundred. Hotaro đã nhớ lại tất cả những ký ức liên quan tới Legend và lần này sẽ tiếp tục hỗ trợ cũng như chiến đấu cùng anh. Cả hai tham chiến bằng hình dạng mạnh nhất của mình, Platinum Gacha cũng như Legendary Legend. Mặc dù Hotaro chưa tỏ sáng như Legend mong muốn, nhưng phần nào đó cũng là sức mạnh mà anh đạt được trong quá trình luyện tập không ngừng. Hotaro tham chiến trước nhưng dễ dàng bị outlay bởi khả năng đọc di chuyển từ Art One, không để cho người bạn mình bị ăn hành. Chuyển hóa hình Zero Two và bắt bài ngược lại Art One, trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sức mạnh bản thân tự tin nhất là khả năng đọc chuyển động của Art One cũng đã bị Zero Two bán hành ngược lại. Hắn ta không còn cách nào khác ngoài bị cả hai Rider chính diện tiêu diệt, gây thất vọng cho đám bề trên của Hundred. Bọn chúng đã thu thập lại nguồn năng lượng của hắn và biến hắn trở thành một quả bom hẹn giờ nhằm tiêu diệt tất cả mọi thứ. Cảm nhận được quả bom này đã từng xuất hiện tại thế giới của mình, Legend đã đẩy Hotaro ra xa và để anh giải quyết mọi chuyện một mình. Chuyển hóa trở thành hình dạng Bayform và dễ dàng đánh bại Gacha. Tất cả những hành động của Kaguya đều quá đáng ngờ. Cả Bavarat và tất cả mọi người đều cảm nhận thấy điều này và nhận ra mục đích của anh. Cùng với những lời kể từ vị quản gia, họ hiểu ra lý do tại sao Legend muốn đẩy Hotaro ra xa. Anh muốn giải quyết tất cả mọi thứ một mình và gánh vác nó, vì nghĩ phần nào do bản thân mình xuất hiện tại đây mới gây nên thảm họa trong quá khứ của bản thân lên chính thế giới của người khác. Đó lại chính là thế giới mà người bạn anh trân quý. Lần đầu tiên chúa tể bóng tối Zizit xuất hiện, hắn ta đã hồi sinh tên Hundreds và hắn lại chuyển hóa thành Art One. Bản thân hắn trở lại thành Art One cũng chẳng có tác dụng gì khi cả hai Rider vẫn bán hành cho hắn như thường. Zizit đã dùng quyền năng của ngọn lửa đen để tập hợp 4 Chemi vào người hắn, kết hợp với ác tâm của Art, hắn ta đã trở thành một thực thể kỳ quái mang sức mạnh của những Chemi và Art One trong người. Trận chiến tưởng chừng như căng thẳng thêm một tí, nhưng Legend lại bộc phát sức mạnh.
anh ta trở thành hình dạng final form của Zio và triệu hồi lên Zio 2 và Zio để áp đảo hoàn toàn tên Art Markram. Sau đó thì chuyển hóa thành Zero 2 cũng làm điều tương tự với sức mạnh của Metal Cluster Hopper cũng như Zero 1. Cả ba người gia tốc cực hạn và đã bại hoàn toàn sức mạnh từ Art 1. Legend cùng với Gacha thực hiện cú Rider Kick trứ danh tiễn biệt tên này khỏi thế giới của Gacha, phá hủy đồng hồ Doom Clock chuẩn bị chực chờ để hủy diệt thế giới. Đánh bại kẻ thù cuối cùng này cũng là lúc Legend phải trở về thế giới của mình. Anh đã có bữa tiệc mừng sinh nhật cùng với những người bạn của Hotaro. Niềm vui đã có trên gương mặt của Kaguya. Anh ta đã tìm thấy hạnh phúc của mình, nhưng thời gian cũng đã điểm. Tới lúc anh phải rời khỏi thế giới này, bước qua bức màn những thế giới và trở về với thế giới của Legend. Cuộc trò chuyện của anh cùng với quản gia xoay quanh cuộc hành trình vừa rồi tại thế giới của Gacha. Chỉ còn vài bước khi đến thế giới của mình, Legend đã thấy một Gacha khác đang giữa cuộc chiến vô tận của mình trong thế giới rực cháy của sự ngoan tàn. Điều này làm cho Legend hết sức hoảng hốt. Tại sao lại tồn tại một tương lai kinh khủng như thế? Hứa hẹn một sự trở lại tiếp theo của Kamen Rider Legend. Và đó là tóm tắt Season 2 của Kamen Rider Legend, một tên gọi vui khác khi Legend trở lại trong series của Gacha. Mình là Rider On, các bạn có cảm nhận gì về Kaoru Legend cũng như sự xuất hiện của anh trong thế giới của Gacha? Và các bạn cũng đừng quên, mình có bán những đồ chơi Tokusatsu với giá cực kỳ phải chăng trên Shopee Rider On Shop. Mong các bạn ủng hộ shop đó của mình cũng như kênh Rider On này của mình nhé. Mình là Rider On, thanks for watching. Và hẹn gặp lại các bạn sớm thôi.